Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm trước mình có làm video hướng dẫn cách làm blog tài chính ở trên máy tính. Tuy nhiên thì nhiều bạn comment ở trên kênh của mình hỏi là có thể làm blog ở trên điện thoại hay không? Thì câu trả lời là có nhé. Nhưng mà nó sẽ khó thao tác hơn ở trên máy tính. Ví dụ như ở trên máy tính thì các bạn có thể định dạng một cách rất là nhanh chóng. Các bạn chỉnh sửa rất là dễ dàng, nhưng ở trên điện thoại thì các bạn làm rất là khó. Tuy nhiên thì nếu bạn nào không có máy tính thì các bạn vẫn có thể sử dụng điện thoại được nhé. Làm blog ở trên điện thoại thì nó sẽ khó làm SEO nhé, làm SEO. Nó chỉ giúp các bạn theo dõi lượng truy cập bài viết, rồi hạn chế cái tình trạng bị chặn link ở trên Facebook và giúp các bạn tổng hợp được các cái chiến dịch trong một cái website. Đó, thì ví dụ như khi khách hàng vào đọc bài này, họ có thể xem thêm nhiều bài khác nữa. Đó thì họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ cần là bạn ghi tiêu đề làm sao cho thu hút khách hàng để người ta có thể nhấp vào đọc. Rồi thì đây là cái kênh YouTube của mình nhé. Bạn nào mà lần đầu vào kênh YouTube của mình thì nhấn đăng ký ủng hộ mình nhé. Và nhấp vào nút đăng ký này. Các bạn nhấp vào nút đăng ký để theo dõi video mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo blog ở trên điện thoại và cách đăng bài trên blog cũng như là cách đăng bài trên Facebook nhé. Thì để tạo blog các bạn cần phải có một cái tài khoản Gmail. Thì cách đăng ký Gmail thì chắc là bạn nào cũng biết rồi đúng không? Bạn nào cũng có Gmail rồi đúng không? Thì mình sẽ không hướng dẫn nữa. Còn nếu bạn nào mà chưa có thì bạn sẽ kéo xuống phần mô tả video của mình và đăng ký nhé. Các bạn nhấp vào video hướng dẫn để làm theo và đăng ký. Để tạo blog thì các bạn sẽ lên Google cho mình. Các bạn sẽ gõ cho mình là blogger.com nhé. Blogger.com này. Đây, blogger.com. Các bạn nhấn vào đi này. Ở đây là mình đã tạo một cái blog sẵn rồi cho nên là nó đăng nhập luôn. Ở đây mình sẽ đăng xuất để làm lại cho các bạn này. Đó, thì khi các bạn nhấn vào blogger.com này. Blogger.com thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như vậy nhá. Thì ở cái phần đây, cái phần đăng nhập này thì bạn nào đã có tài khoản rồi thì bạn nhấn đăng nhập nhá. Còn nếu các bạn mới á, lần đầu tiên làm các bạn sẽ nhấn vào tạo blog cho mình này. Tạo blog của bạn này. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào sử dụng một tài khoản khác này. Đó, các bạn sẽ điền email của bạn vào đây. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhập mật khẩu nhé. Mật khẩu email của bạn á. Rồi tiếp theo này. Ở đây là nó cho phép các bạn chọn tên blog này. Thì các bạn ghi tiêu đề blog của bạn. Ví dụ như các bạn làm về dịch vụ cho vay thì bạn sẽ ghi là vay tiền online chẳng hạn. Tùy các bạn làm dịch vụ gì nhé. Vay tiền online. Đó. Rồi các bạn nhấn tiếp theo này. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ chọn URL. URL có nghĩa là cái tên miền của bạn á, cái website của bạn á. Thì cái URL này nó sẽ có cái đuôi là blogspot.com nhé. Tại vì mình đang xài cái nền tảng miễn phí của Google cho nên là nó sẽ có cái đuôi dài như vậy. Sau này các bạn muốn rút gọn cái đuôi này cũng được. Các bạn muốn bỏ cái chữ blogspot đi cũng được. Có nghĩa là các bạn phải mua tên miền. Đó, còn hiện tại các bạn chưa mua tên miền thì bạn có thể sử dụng cái tên miền đuôi như vậy nhé. Rồi thì cái tên miền các bạn làm về dịch vụ gì thì bạn sẽ đặt tên miền theo cái dịch vụ đó. Các bạn sẽ đặt cho mình này, ví dụ như là ví dụ như mình làm dịch vụ vay tiền thì mình sẽ ghi là vay tiền trực tuyến. Đó, ví dụ như vậy chẳng hạn. Nó hiện ra là rất tiếc địa chỉ blog này không hoạt động, có nghĩa là có người đăng ký dịch vụ này rồi, có người đăng ký tên miền này rồi, thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái tên miền khác. Ví dụ như mình sẽ thêm 123 vào chẳng hạn. Đó thì nó sẽ không hiện cái dấu đỏ nữa, không hiện cái dòng chữ màu đỏ nữa, có nghĩa là ok nhá. Rồi các bạn sẽ nhấn vào tiếp theo này. Rồi nó yêu cầu các bạn xác nhận tên hiển thị các bạn thì các bạn có thể ghi theo cái dịch vụ các bạn đang làm. Đó, ví dụ như vậy chẳng hạn. Rồi. Sau đó các bạn nhấn hoàn tất này. Rồi như vậy là các bạn đã đăng nhập vào cái phần quản trị của website bạn này. Đó. Các bạn có thể kéo xuống, các bạn nhấn vào xem blog này. Đó, hiện tại thì cái blog của bạn chưa có cái bài đăng nào. Nó sẽ ra cái giao diện rất là đơn giản như vậy nhé. Mình sẽ trở về này. Đó, thì đây là cái giao diện của blog, cái phần quản trị website nhé. Cùng một Gmail các bạn có thể tạo nhiều blog nhé. Đây, cùng một Gmail các bạn sẽ tạo được nhiều blog. Ví dụ như mình đang có blog vay tiền online này. Các bạn muốn tạo thêm Gmail khác thì các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên này. Nhấp vào đó. Đó, thì ở đây nó sẽ có cái blog mới này. Các bạn muốn tạo blog mới thì các bạn có thể nhấp vào đây và làm tương tự như hồi nãy. Ở đây thì mình chỉ tạo một blog thôi. Đó. Các bạn có thể thao tác bằng cách là nhấp vào cái dấu ba gạch ở trên
góc trái màn hình này. Rồi thì đầu tiên là các bạn sẽ tiến hành đăng bài cho mình nhé. Các bạn sẽ đăng bài này. Cái phần giao diện thì các bạn có thể thay đổi sau cũng được. Các bạn sẽ đăng bài cho mình này. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần bài đăng mới này. Đó. Đây là cái phần để các bạn có thể viết bài nhé. Các bạn sẽ bỏ chuột vào đây và viết bài này. Đây là phần tiêu đề. Và đây là các cái thân công cụ này. Các bạn có thể kéo qua này. Ví dụ như là phần chỉnh sửa, ví dụ như là in đậm, in nghiêng này. Rồi màu sắc này, hình ảnh này. Đó, các bạn kéo qua nhé. Kênh giữa, kênh nghiêng ở đây có hết nhé. Ở đây thì mình sử dụng trên điện thoại cho nên là thao tác nó sẽ khó hơn ở trên máy tính nhé. Các bạn lưu ý nhé. Thì các bạn sẽ tự viết bài cho mình nhé. Ở đây thì mình sẽ copy cho nhân để mà demo cho các bạn nhé. Mình sẽ mở một tab mới là mình sẽ lấy một cái bài. Mình sẽ lấy một cái bài trên mạng này. Mình ví dụ như mình chạy chiến dịch Dr. Đồng đúng không? Vay tiền Dr. Đồng. Rồi ví dụ như đây là một cái bài viết này. Mình sẽ copy cái bài viết này demo cho bạn nhé. À, cái trang này nó không cho mình copy. Mình sẽ lấy trang khác. Đây. Mình sẽ copy cái tiêu đề của nó nhé. Đây, copy tiêu đề này. Copy. Sau đó mình sẽ vào lại cái blog của mình. Mình sẽ vào lại blog của mình này. Đây. Mình sẽ dán cái tiêu đề đó vào đây. Đó. Đó, hướng dẫn vay. Vay tiền Dr. Đồng này. Ở đây mình sẽ vay lần đầu nên mình sẽ ghi là vay tiền. Mình ví dụ thôi nhé. Ở đây mình chỉ ví dụ thôi nhé. Đó, đó là cái tiêu đề này. Tiếp theo các bạn sẽ để chuột ở giữa cái màn hình này. Ở giữa cái phần để mình có thể soạn thảo văn bản này. Thì ở đây mình sẽ copy cho nó nhanh nhé. Đây, mình sẽ copy cho nó nhanh. Cái bài này hơi dài với cả là nó có quảng cáo nữa cho nên là mình sẽ copy ở trên Facebook nhé. Mình sẽ copy ở trên Facebook một đoạn nào đó để ví dụ cho bạn nhé. Đây, ví dụ như mình sẽ vào cái nhóm này nhé. Mình sẽ copy một cái bài viết nào đó. Đây. Mình sẽ copy một cái bài đăng của Dr. Đồng nhé. Mình sẽ kiếm một cái bài viết của Dr. Đồng. Đây, ví dụ như mình sẽ copy cái bài viết này nhé. Mình sẽ nhấn sao chép này. Đó, sau đó mình sẽ về lại cái phần soạn thảo nhé. Đây. Mình sẽ dán nó vào đây. Đó. Đó thì đây là cái bài đăng của mình này. Các bạn lưu ý là các bạn khi mà các bạn copy như vậy á, các bạn sẽ xóa cái đường link của người ta đi nhé. Các bạn sẽ lấy link của các bạn nhé. Đây, ví dụ như mình sẽ ví dụ như mình đã lưu link ở trên Zalo rồi thì mình sẽ copy link qua đây thôi. Ở đây mình đã lưu link sẵn rồi, mình sẽ copy qua cho nó nhanh. Rồi. Đăng ký tại đây này, rồi các bạn sẽ dán qua nhé. Dán nó qua. Rồi, đó là cái link của các bạn nhé, đó là. Rồi thì đó là cái link affiliate của các bạn nhé. Ở trên cái thân công cụ này nó có các cái phần ví dụ như là chọn thẻ heading này, rồi in đậm in nghiêng này. Đó, ví dụ như các bạn muốn in đậm thì các bạn bôi đen này. Sau đó các bạn sẽ chọn cái chữ B ở đây nhé. Đó thì nó sẽ in đậm cho các bạn này. Đó, ví dụ như vậy nhé. Còn đây là cái phần hình ảnh này. Đây. Ở trên điện thoại thì nhìn hơi khó nhé. Đây là cái phần hình ảnh này. Các bạn có thể nhấp vào đây, nhấp vào cái phần hình ảnh này. Rồi để mà tải hình lên, các bạn sẽ nhấn tải lên từ máy tính này. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấn chọn tệp. Rồi các bạn sẽ chọn tệp. Rồi ví dụ như đây có cái hình vay tiền này, mình sẽ lấy đại cái hình này nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào chọn này. Đó thì nó sẽ tải hình lên cho các bạn này. Tuy nhiên là các bạn sẽ lấy những cái hình nào mà cái dung lượng nó thấp nhé, cái dung lượng nó nhỏ nhé. Nếu mà dung lượng lớn quá thì mình tải lên nó hơi lâu. Đó, ở đây cái này nó nằm hơi dưới rồi. Mình xóa hình này đi. Đây, mình sẽ xóa hình này đi nhé. Các bạn nhấn Enter là được. Các bạn nhấn trở về là được. Nó sẽ tự động xóa nhé. Các bạn muốn để cái hình ảnh ở đâu thì các bạn sẽ nhấp chuột vào cái chỗ đó. Ví dụ mình sẽ để trên đầu chẳng hạn. Thì mình sẽ nhấp chuột vào. Sau đó mình sẽ nhấn vào cái phần hình ảnh nhé. Các bạn kéo qua này. Rồi các bạn nhấn tải lên từ máy tính. Chọn tệp. Rồi các bạn sẽ kéo xuống này lấy hình ảnh này. Đó. Sau đó các bạn nhấn chọn này.
Đó thì nó sẽ hiện lên cái hình ảnh cho mình này. Đó thì đây là cái bài đăng về vay tiền Dr. Đồng. Rồi các bạn chỉnh sửa gì thì các bạn có thể thao tác ở trên này nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ làm thêm cho mình một bước nữa rất là quan trọng nhé. Các bạn sẽ vào cái phần cài đặt này, cái hình bên răng ở đây nhé. Đó. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống, các bạn thấy cái phần liên kết cố định này, liên kết cố định nhé. Đó, ở đây là mình đang xài giao diện tiếng Việt nhé. Bạn nào mà khi đăng nhập mà nó giao diện tiếng Anh thì các bạn sẽ đổi về giao diện tiếng Việt cho mình. Đó. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi giao diện tiếng Anh và tiếng Việt nhé. Rồi các bạn sẽ nhấp vào cái liên kết cố định này. Đó thì ở đây các bạn thấy ở đây nó có hai cái phần liên kết cố định tự động và liên kết cố định tùy chỉnh. Thì nó đang lựa chọn cái liên kết cố định tự động thì các bạn sẽ chọn liên kết cố định tùy chỉnh nhé. Có nghĩa là nếu các bạn không chọn cái liên kết cố định tùy chỉnh thì nó sẽ tự động lấy cái đường link của cái bài viết này. Nhưng mà cái đường link của bài viết thì nó sẽ rất là dài, cho nên là mình sẽ rút gọn cái đường link cho nó chuẩn SEO và cho nó ngắn lại cho đẹp mắt nhé. Thì mình sẽ ghi là vay tiền Dr. Đồng chẳng hạn. Mỗi chữ các bạn sẽ cách một dấu ngang cho mình. Đó, như vậy nhé, ví dụ như vậy nhé. Rồi sau khi mà điền xong ạ, các bạn có thể nhấp vào cái dấu nhân ở đây để tiếp tục chỉnh sửa, hoặc các bạn có thể nhấp vào cái mũi tên để mà mình đăng bài luôn. Các bạn nhấp vào mũi tên để đăng bài luôn này. Nhấp vào đây. Rồi nó hỏi mình xuất bản bài đăng này, các bạn sẽ nhấn vào xác nhận nhé. Rồi như vậy là mình đã có một bài viết rồi đúng không? Rồi các bạn có thể nhấp vào cái dấu 3 chấm để xem này. Nhấp vào đây để xem nhé, xem bài đăng của mình nhé. Đó thì nó sẽ hiện ra cái bài đăng của mình này. Đây là cái bài đăng nhé. Đây là cái phần tiêu đề này. Còn đây là cái bài viết của mình. Hồi nãy mình đăng lên như thế nào thì nó sẽ hiện ra như vậy. Còn đây là cái đường link đăng ký này. Các bạn sẽ nhấp vào cái đường link này để xem nó có nhảy không nhé. Nếu mà nó không nhảy thì bạn sẽ chỉnh sửa cho mình nhé. Ở đây là do mình chưa tạo cái liên kết. Thì các bạn sẽ vào lại cái phần quản trị cho mình nhé. Các bạn về lại cái phần quản trị này. Đó, các bạn sẽ nhấp vào chỉnh sửa nhé. Các bạn nhấp vào cái bài đăng này, các bạn chỉnh sửa này. Nhấp vào đây để chỉnh sửa nhé. Nhấp vào. Rồi các bạn thấy ở đây nó chưa có cái liên kết nhé. Tức là ở đây nó chỉ là một cái, chỉ là cái chữ thôi chứ nó, chứ mình chưa tạo liên kết. Thì mình sẽ vào lại Zalo này. Mình sẽ copy lại một lần nữa này. Copy nhé. Copy một lần nữa này. Sau đó các bạn sẽ vào đây. Các bạn sẽ bôi đen cái dòng này. Đó, các bạn sẽ bôi đen cái dòng này cho mình. Sau đó các bạn sẽ chọn cái phần liên kết nhé. Đây, cái liên kết này, cái nút liên kết ở đây này. Đó. Đây, mình sẽ bôi đen lại và mình sẽ chọn cái nút liên kết nhé. Bôi đen này. Đó, sau đó các bạn sẽ chọn cái nút liên kết này. Đó, thì tự động nó hiện ra cái liên kết cho mình luôn rồi. Ở đây nó liên kết cho mình luôn rồi. Nếu mà ở đây nó không có liên kết thì các bạn sẽ dán vào nhé. Rồi các bạn nhấn áp dụng này. Rồi khi mà nó có nút liên kết thì nó sẽ có cái dạng như vậy nhá. Cái đường link này, nó có gạch dưới này, gạch chân ở dưới này. Đó. Sau đó các bạn nhấn xuất bản lại một lần nữa. Các bạn nhấn xuất bản nhá. Sau đó các bạn sẽ trở về lại các bạn xem này. Các bạn nhấp vào xem này. Rồi các bạn sẽ kiểm tra lại xem cái đường link của mình nó nổi lên chưa. Rồi đây là cái đường link của mình này. Ví dụ khi khách hàng nhấp vào cái đường link này thì nó sẽ hiện ra cái giao diện của Dr. Đồng này. Đó. Thì khi mà khách hàng nhấp vào đây đăng ký, điền form vào đây thì mình sẽ có hồng nhé. Đó là cách đăng bài ở trên blog nhé. Tuy nhiên nếu các bạn muốn có thu nhập bền vững thì các bạn nên dùng máy tính để các bạn viết bài, viết những cái bài chất lượng luôn, chuẩn SEO. Và khi mà cái website các bạn có cái lượng truy cập rồi, các bạn có thể vừa kiếm tiền từ Affiliate Marketing, vừa có thể kiếm thêm thu nhập từ quảng cáo Google. Quảng cáo Google có nghĩa là khi các bạn đọc những cái bài báo ở trên các cái trang báo điện tử, các bạn thấy có rất là nhiều quảng cáo, thì có nghĩa là người ta đang cài cái quảng cáo trên website của họ nhé. Và khi mà người dùng vào cái website của họ và nhấp vào quảng cáo thì họ sẽ có tiền. Đó. Thì các bạn cũng có thể làm tương tự như vậy. Trong kênh của mình có một bộ video hướng dẫn cách làm tiếp thị liên kết với website. Các bạn có thể vào kênh của mình để xem, hoặc là mình sẽ để link hướng dẫn ở dưới mô tả video để các bạn tham khảo nhé. Đó, còn cái cách làm trên điện thoại như vậy thì là cách làm tạm thời thôi. Các bạn đối với cách làm này thì các bạn sẽ không bị chặn link Facebook này. Ngoài ra các bạn có thể đăng nhiều bài viết trong một blog. Khách hàng có thể có thêm nhiều lựa chọn khi mà truy cập vào cái blog của các bạn. Và các bạn có thể theo dõi được cái lượng truy cập bài viết. Đây các bạn có thể trở về cái trang quản trị này. Khi mà có người truy cập thì nó sẽ hiện ra cái mắt xem ở đây này. Đó, các bạn có thể thống kê được bao nhiêu cái mắt xem,
cái lượt xem đó. Rồi để mà thay đổi giao diện á, các bạn có thể thấy ở đây cái giao diện của mình đang ở cái giao diện đơn giản nhé. Các bạn nhấn xem blog này đó, cái giao diện của mình như vậy. Thì nếu các bạn muốn thay đổi giao diện á, thì các bạn sẽ vào cái phần chủ đề nhé, nhấp vào chủ đề này, nhấp vào đây. Rồi ở đây nó có rất là nhiều cái giao diện này, các bạn có thể lựa chọn một trong các giao diện ở đây đó, tùy các bạn nhé. Đây ví dụ như mình sẽ chọn cái giao diện này chẳng hạn, xem nó như thế nào nhé. Rồi các bạn nhấn áp dụng này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào xem blog nhé. Đây, nhấp vào xem blog. Xem blog ở dưới này nhé. Đó thì nó sẽ ra cái giao diện khác này. Rồi, nếu bạn nào mà sử dụng cái giao diện tiếng Anh á, thì các bạn có thể vào cái phần cài đặt để mình chuyển sang tiếng Việt nhé. Đây, ngôn ngữ trên blog này. Ở đây mình đang chọn tiếng Việt rồi. Còn nếu các bạn chưa chọn á, thì các bạn sẽ kéo xuống và chọn phần Việt Nam này. Rồi nhấn lưu lại là xong. Rồi thì khi mà các bạn đã có bài viết rồi á, các bạn sẽ tiến hành đăng lên Facebook thôi. Các bạn sẽ nhấp vào cái bài viết này. Thì đây là cái đường link của các bạn này. Cái đường link bài viết của bạn ở trên này nhé. Trên này nhé. Đó. Thì các bạn sẽ nhấp chuột vào trên này. Nhấp tay vào. Ở đây nó có cái biểu tượng sao chép này. Các bạn sẽ nhấn sao chép nhé. Ở đây là mình đang sử dụng điện thoại Samsung nhé. Các bạn có thể thực hiện tương tự ở trên iPhone nhé. Rồi đã sao chép liên kết này. Rồi các bạn sẽ lên Facebook thôi. Các bạn tham gia các cái nhóm vay tiền nhé. Vay tiền này. Ở đây thì mình tham gia rất là nhiều nhóm rồi. Mình sẽ vào cái... mình sẽ vào nhóm này chẳng hạn, mình sẽ nhấp vào tạo bài viết này, mình sẽ dán cái đường link đó qua, mình sẽ viết một cái status nào đó, ví dụ như là mình đã vay thành công. Mỗi bài viết các bạn có thể làm một chiến dịch, hoặc là các bạn có thể viết một bài tổng hợp nhiều chiến dịch trong một cái đường link như vậy nhé, tùy các bạn nhé. Sau khi viết bài xong các bạn sẽ đăng lên đó, hoặc là các bạn có thể tham khảo những cái status trong này này. Đây, ví dụ như là bao duyệt này, mình vừa vay chỗ này xong này, giải ngân liền tay không phải chờ thẩm định này, không mất phí trước sau này. Đó, các bạn có thể copy những cái status như vậy này, kèm cái đường link các bạn vừa viết. Đó là cách đăng bài nhé. Đây, ví dụ như mình sẽ làm thử luôn các bạn này, mình sẽ copy cái bài viết này, sao chép này. Đó, sau đó thì mình sẽ dán nó qua. Rồi sau đó mình sẽ xóa cái đường link của người ta đi nhé. Nếu có đường link thì mình sẽ xóa nhé. Để đăng ký. Đó. Xóa cái đường link này đi. Rồi các bạn sẽ vào cái bộ nhớ tạm này. Các bạn sẽ vào cái bộ nhớ tạm các bạn nhé. Các bạn sẽ lấy cái đường link hồi nãy các bạn copy ấy. Đây, đường link vay tiền trực tuyến này. Đó, như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Ngoài ra các bạn có thể đăng cái hình ảnh cho nó bắt mắt nhé. Đây, hình vay tiền này. Đó. Rồi các bạn sẽ đăng lên, ví dụ như vậy nhé. Thì đây là cái bài đăng của bạn này. Đó. Thì khi khách hàng nhấp vào đây này, thì nó sẽ chuyển ra cái blog của bạn. Đó. Và khi khách hàng đọc thông tin ở đây và người ta nhấn đăng ký thì các bạn sẽ có hồng nhé. Ở đây các bạn có thể thấy cái đường link này nó hơi dài đúng không? Thì các bạn có thể rút gọn đường link này đi. Các bạn có thể rút gọn đường link thông qua cái trang Olacity nhé. Cách rút gọn link thì mình sẽ để link hướng dẫn ở dưới mô tả video cho bạn. Các bạn có thể nhấp vào xem. Cái cách tạo blog trên điện thoại thì nó chỉ là cách làm tạm thời thôi. Mình khuyên các bạn là các bạn nên sử dụng máy tính và các bạn nên viết một cái bài viết chuẩn SEO luôn. Cái cách kiếm tiền tiếp thị liên kết với blog website thì mình có làm video hướng dẫn rồi. Mình sẽ để cái link hướng dẫn ở dưới mô tả video của các bạn nhé. Các bạn có thể nhấp vào xem và làm theo. Rồi vậy là video hôm nay của mình kết thúc tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể để lại comment ở dưới video này giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nhé.